Rồi, hôm nay là con gặp cô Khanh ha. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho con làm bánh bắp ha. Thì ở đây cái bánh kem bắp của mình sẽ gồm có đầu tiên là cái gì? Bắp. Cô sẽ có thêm một cái phần lòng đỏ trứng. Để mà làm được một cái ổ bánh như thế này á, thì dĩ nhiên là mình phải cần có một ổ bánh bông lan. Rồi bây giờ cái bắp này mình sẽ cắt ra. Rồi bây giờ sau đó mình sẽ đem cái hai cái phần bắp này mình đi xay. Bắt đầu bây giờ mình sẽ lược qua rây để mình bỏ cái phần xác bắp này đi ha. Rồi, tất cả mọi thứ đều chưa có gì là chín hết. Bây giờ mình phải nấu lên. Và khi nấu con sẽ dùng cái cây này gọi là cây whisk hoặc là cây đánh trứng cầm tay ha. Thì mình khi mà mình nấu, mình vừa nấu vừa khuấy thì nó mới mịn được cái hỗn hợp kem. Con sẽ chia cái bánh này ra làm 3 phần nha. Chia ra làm 3 phần, đây con cho cô cắt trước nè. Mình cưa nó nè. Mình cưa nó ha. Rồi con xoay nè, vừa xoay nè. Cái bánh này là mình sẽ làm đặc biệt để dành cho mẹ, cho nên cái phần kem này nó sẽ nhiều hơn bình thường. Đây là thành quả mà sáng giờ hai cô chồng mình đã làm rồi. Bây giờ con đem về để tặng cho mẹ nha. Cảm ơn cô đã chỉ con làm chiếc bánh này. Chúc con với lại mẹ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.